thực hành tiếng Việt bài thứ nhất theo sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 bộ sách chân trời sáng tạo một nhỏ chọn ba chú thích giải thích nghĩa của từ trong văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông Hoàng Phủ Ngọc Tường và cho biết mỗi chú thích đã giải nghĩa từ theo cách nào hai xác định cách giải thích nghĩa của từ được dùng trong những trường hợp sau A. Lâu bền, lâu dài và bền vững B. Dành dàng, chậm chạp, không khẩn trương để mất nhiều thời giờ và những việc phụ hoặc không cần thiết C. Đèn nhánh, đen và bóng đẹp, có thể phản chiếu ánh sáng được D. D T. Từ ngữ địa phương, như là kia D. Kiến thiết, kiến, yếu tố hán Việt có nghĩa là xây dựng chế tạo thiết yếu tố hán việt có nghĩa là bày ra sắp đặt kiến thiết có nghĩa là xây dựng theo quy mô lớn bạn điền các từ đăm đăm giao thương nghi ngại vào chỗ trống tương ứng với phần giải thích nghĩa phù hợp làm vào vở a à, chấm 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 nghĩa là giao lưu buôn bán nói chung b chấm 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 nghĩa là nghi ngờ e ngại chưa dám có thái độ hành động rõ ràng c chấm 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 có sự tập trung chú ý hay tập trung suy nghĩ rất cao hướng về một phía hay một cái gì đó 4. theo bạn phần giải thích nghĩa các từ ấp yêu và âm u dưới đây có chính xác chưa đã chính xác chưa vì sao a ấp yêu là ôm ấp b âm u là tối tăm 5 giải thích nghĩa của từ in đậm trong các câu sau và cho biết bạn đã chọn cách giải thích nghĩa nào. À, những ngọn đồi này tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam thành phố, sớm xanh, trưa vàng, chiều tím như người Huế thường miêu tả. Phản quang in đậm. Hoàng Phủ Ngọc Tường, ai đã đặt tên cho dòng sông? B đầu và cuối ngõ thành phố những nhánh sông đào mang nước sông hương tỏa đi khắp phố thị với những cây đa cây cửa cổ thụ tỏa bằng lá u sầm tỏa vầng lá u sầm xuống những xóm thuyền xúm xít từ những nơi ấy vẫn lập lòe trong đêm sương những ánh lửa thuyền trài của một linh hồn mô tê xưa cũ mà không một thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được lập lòe in đậm xuống xít in đậm hoàng phủ ngọc tường ai đã đặt tên cho dòng sông c những chiếc lá non đu đưa trong gió tưởng như có tiếng chuông chùa huyền hoặc vọng về từ cõi thanh cao u tịch huyền hoặc in đậm đỗ phấn cõi lá 6. giải thích nghĩa của những từ sau và xác định cách giải thích nghĩa đã dùng a bồn chồn, b trầm mặc, c viễn xứ, d nhạt hoét. Đặt câu với các từ trên. Thanh Tùng Diễn Đọc, vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng Diễn Đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được mở rộng đến với tất cả mọi người. Trân trọng, mến chào.